Đây là chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay sẽ mở đầu với phần tin phản ánh các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi. Thành phố Hội An hiện đang triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các cơ quan, ban ngành chuyên môn tiếp tục truy vết, sàng lọc, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca dương tính quê ở Tiên Phước có dịch tễ ghi nhận tại Hội An. Từ ngày 17 tháng 7, Hội An tạm dừng hoạt động tham quan du lịch của Lao Chàm. Các giải đấu, liên hoan văn nghệ, nhà hàng tiệc cưới, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo tập trung đông người, hoạt động tắm biển tại các bãi tắm công cộng, giảm 50% số lượng buôn bán tại các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát, chợ dân sinh, v.v. Trong ngày 19 tháng 7, thành phố cũng tạm dừng tất cả các hình thức dạy và học tập trung trên địa bàn. Cùng với khu cách ly y tế tập trung dành cho 116 trường hợp F1, bà con về từ thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng tại trường Cao đẳng Kinh tế Thủy lợi miền Trung. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố đã có công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho phép trưng dụng khu ký túc xá của hai trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông làm khu cách ly y tế tập trung. Phát huy phẩm chất nhân tình thuần hậu của người Hội An, những ngày này các đoàn thể chính trị xã hội và các nhóm thiện nguyện trên địa bàn đã phát động phong trào người dân đóng góp vật phẩm ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần có gì góp nấy, hoạt động đã được lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ. Sau khi phát động, hàng chục tấn nông sản, lương thực, thực phẩm đã được tập kết và các nhóm thiện nguyện sẽ phân loại và sớm vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh nhằm san sẻ khó khăn với người dân. Sáng ngày 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Nghị quyết 68 có 11 nhóm chính sách, trong đó có 7 nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp và 4 nhóm chính sách hỗ trợ gián tiếp. Điểm đáng chú ý tại Nghị quyết 68 là chính sách hỗ trợ cho vay đối với doanh nghiệp để trả lương người lao động, hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hộ kinh doanh, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Cùng nhiều chính sách khác hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hay ngừng việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, việc tiêm vaccine cho toàn dân là biện pháp phòng dịch an toàn. Đây cũng là con đường duy nhất để phục hồi du lịch Hội An. Hiện nay, các doanh nghiệp du lịch tại Hội An đều cho rằng vaccine là con đường duy nhất để phục hồi du lịch. Hội An phải có cơ chế xã hội hóa, phổ cập vaccine cho người dân, từ đó khoanh vùng, mở cửa trở lại các hoạt động. Mong muốn cho chính quyền để mà hỗ trợ, giúp các chính sách và mong muốn mà gần nhất là về cái vaccine. Vaccine thì bây giờ các nước châu Âu thì người ta đã chích gần hết rồi, người ta đã mở cửa rồi, các nước nó đã đi du lịch trong các nước lân cận, người ta đã phát triển rồi. Thì mình bây giờ còn đang lai hoai về cái phần chống dịch, thì nghĩ là cái bước đường mà để phục hồi lại du lịch thật sự rất là lao, phải cần đến 2 đến 3 năm nữa khi mà vaccine của chính phủ của mình mà chích trên diện rộng cho các điểm du lịch thì mai ra thì du lịch mới phát triển được. Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã kiến nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam về việc ngành du lịch Quảng Nam sẽ chủ động lo chi phí tiêm vaccine cho nhân viên trong ngành. Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động trong ngành du lịch là giải pháp căn cơ nhất hiện nay để mở cửa hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn phòng dịch và là giải pháp ưu tiên hàng đầu trước khi mở cửa đón khách quốc tế. Vì thế, gần 20.000 lao động ngành du lịch ở Quảng Nam sẽ được ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, dự kiến hoàn tất trong tháng 8 năm nay. Trong đợt phân bổ vaccine lần 2, Hội An nhận thêm 1.500 liều vaccine và ưu tiên một phần cho lao động trực tiếp làm việc tại các khách sạn cách ly tập trung có thu phí người từ nước ngoài về. Nếu mà cơ chế cho phép thì Hội An đủ khả năng để vận động mọi nguồn thực hiện xã hội hóa cái chuyện này. Tuy nhiên cái vướng hiện nay vẫn là cái rào cản về cơ chế, về cơ số thuốc, về nguồn thuốc. Chứ còn nếu có thì tôi nghĩ rằng bất cứ lúc nào mà đủ lượng liều thuốc thì sẵn sàng Hội An có thể đảm trách được cái vấn đề tự xã hội hóa và tiêm vaccine cho toàn dân. Rõ ràng, trong bối cảnh hiện nay, cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế,
việc tiêm vaccine cho toàn dân là biện pháp phòng dịch an toàn. Đây cũng là con đường duy nhất để phục hồi du lịch Hội An. Quý vị đang xem chương trình truyền hình thành phố Hội An. Sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. 6 tháng đầu năm nay, Thành ủy Hội An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố kịp thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, quan tâm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh, khắc phục một phần khó khăn, duy trì ổn định kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả. 6 tháng qua, toàn thành phố đã kết nạp 57 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 75 đảng viên, xóa tên 6 đảng viên do vi phạm điều lệ đảng và cho ra khỏi đảng 4 đảng viên. Thành ủy Hội An tiến hành kiểm tra 3 tổ chức cơ sở đảng và 7 cá nhân, giám sát 3 tổ chức cơ sở đảng và 7 cá nhân. Các chi bộ đã tiến hành xử lý kỷ luật 4 đảng viên với hình thức khiển trách. Hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức tốt phong trào thi đua, dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An vừa tổ chức hội thảo áp dụng các phương pháp tiếp cận từ nguồn tới biển trong quản lý ô nhiễm rác thải nhựa tại thành phố Hội An. Đây là hoạt động triển khai dự án, thiết kế và trách nhiệm giải trình cho hành động từ nguồn đến biển về ô nhiễm nhựa, được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN hỗ trợ thực hiện tại thành phố Hội An từ nay đến tháng 5 năm 2022. Với sự tham dự trực tuyến của IUCN và các bên liên quan, hội thảo tập trung tìm hiểu về bối cảnh quản lý và các cách thức liên quan đến hoạt động quản lý rác thải nhựa đang diễn ra tại Hội An, giới thiệu và áp dụng phương pháp tiếp cận từ nguồn đến biển để hợp tác xây dựng kế hoạch hành động kết hợp với các sáng kiến đang thực hiện về quản lý chất thải nhựa ở Hội An. Các bên liên quan làm rõ vai trò và trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện khung kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa rác thải biển, hướng đến xây dựng Hội An điểm đến xanh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, việc nạo vét tuyến đường thủy cửa đại của Lao Chàm Hội An đang đạt lợi ích kép khi đảm bảo điều kiện cho tàu thuyền ra vào cửa biển và tạo nguồn cát đổ vào khu vực bãi tắm cửa đại vốn đã bị sạt lở nghiêm trọng. Tuyến đường thủy nội địa cửa đại cù Lao Chàm là tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Nam do Cục Đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Trên tuyến có 1.000 tàu thuyền hoạt động, bao gồm các tàu cá và tàu cao tốc, cano đưa đón khách du lịch cù Lao Chàm Hội An. Tuyến được nạo vét vào năm 2017 do lũ lụt và cơ chế dòng chảy phức tạp nên gần như bồi lấp trở lại, gây khó khăn cho các phương tiện ra vào biển cửa đại. 3 năm qua, khu vực này đã xảy ra nhiều sự cố, một số tàu thuyền bị mắc cạn hoặc chìm. Còn riêng bà con ngư dân trên bờ phường rất là phấn khởi về cái việc nguồn cát mà khai thác từ các luồng lạch thì chúng ta trưng dụng đổ vào các bể tắm. Thì qua vấn đề này thì bà con rất là vui, rất là mừng. Hiện nay trên bể khu vực bể tắm công cộng thì bể rất là đẹp. Bà con rất là hoan nghênh. Tuyến luồng đường thủy nội địa này dài 17 km, khu vực nạo vét thuộc bãi cạn ở phường Cửa Đại và xã Cẩm Thanh. Sau khi nạo vét, đoạn luồng này đạt chiều rộng 60m, chiều sâu chạy tàu là 3,5m. Đặc biệt, khối lượng cát nạo vét hơn 97.000 mét khối sẽ được bơm trực tiếp vào bãi tắm và khu vực xây dựng đê ngầm, chắn sóng, bảo vệ bờ biển Cửa Đại Hội An. Đó là nếu như lồn được như ri đó, thấy không, là quá ok luôn, quá tuyệt vời luôn, hiểu chưa? Mà nếu như mà lồn tiếp tục ri đó mà không cài ăn ngồi đó là không được gì hết, chỉ đem tiền đổ xuống biển mà thôi. Hai địa điểm này được bơm cát trong những ngày qua là bãi tắm Cửa Đại và khu vực bãi biển sau lưng Ủy ban nhân dân phường Cẩm An. Trong điều kiện thời tiết hiện nay khi bơm cát vào bãi, những địa điểm đó đều đặt các túi địa kỹ thuật để giữ cát. Nếu mình nhìn lướt qua thì nó giống như là trở lại ngày xưa. Nhưng mà đây là chỉ trong điều kiện bình thường. Chứ còn khi vào mùa biển động thì việc này chắc chắn một điều là chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng. Cái cát đó chỉ được giữ khi mà cái giải pháp công trình nó hoàn thiện. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tổ chức bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án làm đê ngầm kết hợp bơm cát tạo bãi với vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Thưa quý vị và các bạn,
thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thành phố Hội An luôn quan tâm tích cực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đây là một trong những lần cán bộ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hội An tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo tin báo của nhân dân địa phương. Trải qua hơn 40 năm, với những tác động của thời tiết, địa chất và cảnh quan thay đổi, nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, không còn minh mẫn và nhiều người đã qua đời. Vì vậy, việc tìm kiếm, xác định dấu vết hài cốt liệt sĩ bị vùi lấp nằm sâu dưới lòng đất là việc hết sức khó khăn. Đối với lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức quán triệt đầy đủ văn bản của cấp trên. Thứ hai là lập kế hoạch cùng với cấp ủy chính quyền 13 xã phường làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn đi đào trong cái việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, đưa các chú, các bác, các anh về lại những nơi, về quê hương để an nghỉ. Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hội An đã chủ động phối hợp với các đơn vị hữu quan và chính quyền các địa phương tuyên truyền nhân dân thu thập thông tin dấu vết liệt sĩ. Mỗi khi nhận được thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ, cán bộ cơ quan quân sự và dân quân xã phường cùng tìm kiếm. Công việc nặng nhọc vì địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng bằng tình cảm và trách nhiệm, lực lượng vũ trang thành phố ra sức thực hiện. Nhiều hộ dân cũng đã cung cấp thông tin kịp thời giúp thành phố tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trong các khu dân cư hoặc khuôn viên đất ở của các gia đình. Trong quá trình đục đất làm nhà thì phát hiện nghi là mộ liệt sĩ, cho nên tôi đã báo với chỗ xã đội cũng như thành đội, là chỗ thành đội đã trực tiếp xuống kiểm tra xác định là đúng là mộ liệt sĩ. Chỗ gia đình và chỗ thành đội phối hợp quy tập đưa những mộ liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ. Trong quá trình phát triển đô thị, chính quyền và người dân cũng đặc biệt lưu ý các manh mối, dấu tích. Từ đó, Hội An đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm quy tập với quy mô lớn. Chỉ mấy năm trở lại đây, Hội An đã tổ chức 9 đợt khai quật, cắt bốc, an táng 52 hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Các hoạt động cúng viếng, an táng được tổ chức đúng nghi thức và tập quán, thể hiện tình cảm và lòng tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ. Thì công tác tuyên truyền, công tác vận động, công tác là làm sao là thu hút được nhiều lực lượng người dân tham gia vô trong cái công tác này. Trong cái nhiệm vụ này thì hết sức quan trọng, đặc biệt là những nhân chứng lịch sử, những người đã từng chứng kiến các cái sự kiện ấy. Và một phần nào đó thì chúng tôi cũng trông đợi vào những yếu tố ngẫu nhiên mà có thể là một phần linh ứng của các anh hùng liệt sĩ, để làm sao là cố gắng tối đa nhất đưa được các anh về nơi an nghỉ. Như vậy có thể thấy, quyết tâm và những nỗ lực lớn lao của thành phố Hội An trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian đến, nghĩa cử cao cả và thiêng liêng này sẽ được cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục thực hiện, vạn nghĩa tình với thế hệ đi trước, đúng với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Ghi nhận về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mà chúng ta vừa xem đã khép lại chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.